lặng dài. Ngày tháng trôi đi chẳng thể níu ai, rồi ngày mai đến ra sao khi cứ trông mong một người sẽ còn ở lại. Ngày Hà Nam mấy còn nhớ những gì, và chúng ta đã là hai thế giới. Thế giới ấy bây giờ chẳng còn điều gì giống.